Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong năm 2023, cấp ủy tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát. Trong năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng. Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 57.456 tổ chức Đảng và 323.979 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 55.719 tổ chức Đảng, 317.183 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, 1.769 tổ chức Đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng và 312 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 16.635 tổ chức Đảng, tăng 24,6% so với năm 2022. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ, về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong năm 2023. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, trong đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra giám sát, kiến nghị tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, đạo đức trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được sao, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và của nhân dân. Sáng nay 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đạt 10 trên 16 chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 3 chỉ tiêu nổi bật vượt kế hoạch gồm: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 98.000 tỷ đồng, đứng đầu khu vực Tây Nguyên và nằm trong top đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên; phát triển cơ sở hạ tầng, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2023, quy mô nền kinh tế cơ bản ổn định, duy trì ở mức khá, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 60.792 tỷ đồng, tăng 4,39% so với năm 2022. GRDP tính trên đầu người 62,2 triệu đồng một người. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.789 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 đã giải ngân được 915,56 trên 1.516 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch. Đầu tư công giải ngân được 3.459,5 trên 5.171 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch.
các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, giải quyết việc làm an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng được đảm bảo. Năm 2024, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 8.500 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. GRDP đạt 64.400 đến 64.920 tỷ đồng, GRDP đầu người đạt từ 68,8 đến 69,3 triệu đồng một người một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 99.800 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 đến 2%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2024, làm nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị yêu cầu triển khai các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và thiết thực, tăng cường quản lý quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, nhất là thu biện pháp tài chính, đẩy mạnh thực hiện hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, mở rộng đa dạng hóa thị trường, triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trước mắt cần đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn. Chiều nay 27 tháng 12, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2023, thu thuế phí và lệ phí do ngành thuế quản lý là 5.707 tỷ đồng, đạt 110,7% dự toán trung ương giao. Các khoản thu đạt cao so với cùng kỳ gồm thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người nộp thuế với số tiền miễn giảm gia hạn khoảng 921 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành thuế đã đạt được trong năm 2023 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đề nghị ngành thuế triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghĩa vụ nộp ngân sách cho người dân, doanh nghiệp. Các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với cơ quan thuế để khai thác hiệu quả các nguồn thu, qua đó góp phần vào kết quả thu ngân sách của tỉnh. Chiều nay 27 tháng 12, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023, doanh thu của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đạt 132,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2022. Năng suất lao động trong năm 2023 đạt 185 triệu đồng một người một năm, tăng 6,3% so với năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng. Năm 2024, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành và vượt từ 5% kế hoạch được giao về các chỉ tiêu doanh thu, năng suất lao động và tiền lương bình quân. Lợi nhuận phấn đấu đạt 24,4 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm thực hiện các đột phá lớn về nền tảng công nghệ thông tin. Sáng nay 27 tháng 12, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và sơ kết 3 năm thực hiện dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban Dân tộc. Năm 2023, các chương trình chính sách dân tộc hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm. Qua đó, đã đạt được một số kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5%. Thực hiện dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 3 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đã tổ chức 31 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống ma túy, cấp phát trên 23.400 tờ rơi tuyên truyền và lắp đặt 89 cụm pano tuyên truyền về phòng chống ma túy, thực hiện và nhân rộng 76 mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy. Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong việc thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ tư. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối năm, tình trạng tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông diễn biến khá phức tạp. Do đó, cùng với công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Trên quốc lộ 14 đoạn qua cửa ngõ phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột, thời điểm hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là xe ô tô vận tải hành khách, hàng hóa. Các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông cũng diễn biến phức tạp. Điển hình là các loại tội phạm liên quan đến ma túy, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vật liệu nổ với những thủ đoạn tinh vi. Phòng Cảnh giao thông đã cho các chủ doanh nghiệp là cam kết không vi phạm luật giao thông và ký cam kết đến từng lái xe là không vi phạm luật giao thông này, không chở hàng cấm, hàng lậu. Cho nên là cùng là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xử lý cương quyết đối với những trường hợp nào mà xử lý hàng cố tình vi phạm luật giao thông này, chở hàng hóa, hàng cấm. Chúng tôi đã xử lý cương quyết, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Để đối phó với sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng xé lẻ hàng hóa giấu vào các vách ngăn hầm hàng tự tạo của các phương tiện, làm hóa đơn giả, thường xuyên thay đổi phương thức và loại phương tiện vận chuyển v.v. Vì vậy, qua công tác tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông còn thường xuyên tuyên truyền để các tài xế chủ xe về phương thức thủ đoạn, những dấu hiệu nhận biết của các loại tội phạm để nhà xe đề cao cảnh giác. Cảnh sát giao thông mà tuyên truyền ấy, chúng tôi cũng hiểu thêm được và để cảnh giác trên tuyến đường đi của tội phạm để chống tội phạm trên các tuyến xe. Càng đến thời gian cận Tết Nguyên đán, hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xem là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, đồng thời tăng năng suất chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thức được vấn đề này, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khuyến khích thanh niên khởi nghiệp đầu tư ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc nhân rộng mô hình này gặp không ít khó khăn. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhiều thanh niên cũng đã đầu tư nghiên cứu khởi nghiệp theo hướng đi mới này. Tuy nhiên, tại một số địa phương, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chưa tương xứng với tiềm năng. Bởi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải có nguồn vốn lớn đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường đất, giống cây trồng vật nuôi, đào tạo người lao động, v.v. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ không ổn định, tính cạnh tranh cao. Năm 2023, anh Phạm Sơn ở xã Rê Sáp, huyện Krông Anna đã chuyển đổi hơn 1.000 mét vuông đất và đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới, lắp đặt công nghệ tưới nhỏ giọt, sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng cao và sản xuất. Tuy nhiên, do đây là mô hình khá mới mẻ, nên quá trình sản xuất tiêu thụ cũng còn nhiều khó khăn, trở ngại. Có hai cái mà khó khăn, chính là vốn và cái thị trường đầu ra của sản phẩm. Thì nói về vốn thì mình cũng mong các cấp chính quyền hỗ trợ mình và có cái chính sách nào ưu đãi không để mình có thêm mở rộng thêm rồi mình phát triển lớn hơn cũng như đầu ra nữa. Những năm gần đây, nhiều thanh niên có mong muốn khởi nghiệp với mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhưng việc tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó, chưa có nhiều chương trình hỗ trợ cũng như kết nối quảng bá đầu ra cho các sản phẩm này. Vì vậy, việc đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn cầm chừng nên hiệu quả kinh tế chưa được như kỳ vọng. Khi mà mình khởi nghiệp và khi mình đầu tư nhiều đầu tư trang trại lớn thì thứ nhất là cái số vốn cao cộng thêm nữa là
cái khoa học kỹ thuật mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, thì lúc đó mình phải đi học hỏi nhiều, mình tiếp cận các vấn đề đó thì nó cũng hơi khó khăn tí. Đã kết nối nhiều cái nguồn vốn khởi nghiệp, ngoài nguồn vốn của đoàn hội thì chúng tôi cũng kết nối nhiều cái nguồn để tạo cái vốn cho thanh niên trong công tác khởi nghiệp. Và một cái nữa thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái buổi về trưng bày các cái sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, cũng như là tổ chức các cái buổi để kết nối tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên. Và đây có thể nói là những nhiệm vụ cấp thiết và để cho thanh niên tiếp tục vững bước trên đường khởi nghiệp. Có thể nói không chỉ thanh niên mà hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều gặp trở ngại trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, để mô hình được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, cần có chính sách phù hợp nhằm thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực này, cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.